quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Chú Nguyễn Hải là dặn cháu Lực bảo là cho ông là 300.000. Thì đây 300.000 đây là cho ông nhá. Đây ở đây thì là chú Nguyễn Hải. Chú ở bác ấy ở bên Mỹ là bác ấy gửi cho ba ông cháu. Đấy, cho ông là 300.000, cho em là 250.000, cho Sử là cho em Hải là 250.000. Cháu Hải cảm ơn bác đã gửi tiền cho ba ông cháu ạ. Quang cảm ơn bác Nguyễn Hải đã gửi tiền cho ba ông cháu. Quang chúc bác thời nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Cháu Lực xin miễn chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì lại tiếp tục là đào cái phần nền nhà của ba ông cháu cô bác. Do đào đến cái tảng đá này này cô bác này thì mưa thì không có tiếp tục là tiến hành được nữa. Và đến chiều thì lại thêm có một chú nữa, thêm một cô và một bác nữa ra hộ gia đình của em Sử. Con chào quý ông bà, quý ông chị ạ. Đấy, vừa đi đâu về mà ướt hết cả đầu đấy Quân. Đây em với kia. Em Sử thì vừa rồi cháu Lực có bảo em là đi xuống chợ là lấy một ít thịt lợn về. Sáng nay thì cháu Lực có mua là để ở dưới rồi cô bác ạ. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Mấy thanh niên ở trên kia là đuổi con lợn này cô bác này. Đuổi lợn để về về chuồng. Em Quần thì lên trên nhà em Sử là hộ Sử làm rất là nhanh nhẹn luôn cô bác. Quân thì lên hộ anh Sử đã bảo với ông bà hết không? Có, bảo hết rồi à? Em thì buổi sáng là lấy cỏ để ở nhà hết cho bò, cho lợn ăn hết rồi thì em mới lên là hộ em Sử cô bác ạ. Em Sử thì cũng vừa lấy thức ăn là để ở dưới nhà. Thì một tí nữa ông với lại có một cô nữa với cháu Lực nữa sẽ là nấu cơm. Thái Sử thì mặc áo đẹp thế. Đấy. Cháu Sử chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy, vừa mua thức ăn về để nhà đúng không? Vâng. Đấy. Sử thì đây là những cái bộ quần áo mà bác An Phạm là bác ấy gửi cho. Do là hơi lạnh một chút cho nên là do là vừa rồi em ấy đi xuống dưới là mua đồ của bác cho nên là đi xe máy lạnh em ấy mặc áo khoác vào. Thời tiết lạnh lạnh như này đẩy chỉ cần đẩy vài cái xe rùa thôi là có thể là nói là nóng hết cả người rồi. Đấy, như vừa rồi chú thì có cả mặc áo rét da này cô bác này. Bây giờ thì phải cởi áo ra thôi, giờ lên trên trêu cô một chút. Nhắc là xít à? Xít em bọn này xấu xì rồi nè. Bọn này xấu xì rồi éo ùn à. Hay vừa rồi cháu Lực bảo là lạnh quá thì xuống đây đẩy vài cái xe rùa, cuốc vài cái phát đất thì nó sẽ ấm lên. Đấy, cái tảng đá này hôm qua thì nhô lên rất là cao và bây giờ thì cũng được là giải quyết là cũng gọi là gần gọi là nó là gần phẳng cái mặt ở phía bên kia rồi cô bác này. Hầu như lên là đều thấy các cô là mặc cái kèm theo cái váy mông này cô bác này, cái váy này thì được là các cô là mua ở chợ về. Ông ấy đang ở dưới nhà kia à Sử? Vâng. Ông ấy bên cắm cơm chưa? Chưa. Bây giờ thì sẽ đào một lúc nữa thì cũng đến giờ ăn cơm rồi các bác ạ.
Còn là cái phía bên này thì nó bị dò nước ra một chút chút này cô bác này. Đấy, chỗ này thì dò là hai chỗ này. Đấy, có nghĩa là nó bị dò ở phần cái tả ly bên trên thôi. Và cái phần bên này thì nó sẽ chảy nước là khá là nhiều này. Chỗ này thì bây giờ cháu Lực đang bảo là các bác, các cô bên kia với lại các em nữa là đẩy hết đất ra phần bên này để sau này cái phần đất mượn này nó cứng lên rồi thì sẽ lại có một cái khoảng sân ở đây nữa cô bác này. Đấy, ở dưới kia thì cũng được cháu Lực với lại ông là cho một ít đá vào để làm cái kè này cô bác này. Nay thì cháu Lực cũng mong sao là đào cho nó rộng ra để có thể là nếu mà sau này mà em Hải với em Sử là có đi ra ngoài làm và có tiền rồi thì hai anh em sẽ lại tiếp tục là hai anh em giữ góp với nhau để làm một cái ngôi nhà ở phần phía bên này nữa cô bác này. Đó thì là hai anh em sẽ là ở gần nhau luôn. Còn là như mà nếu mà chỗ này thì sau này mà không có đủ cái phần không có đủ nữa thì đi xuống cái kia gần cái phần chuồng trâu kia của bác này, ở phần đấy thì cũng có sóng điện thoại cho nên là có thể là làm được một cái ngôi nhà ở phần phía bên đấy nữa. Và cháu Lực cũng đã nói rồi, trước khi làm cái ngôi nhà này thì không phải là làm cho mình em Sử, không phải là làm cho mình ông và không phải là làm cho mình em Hải, là ngôi nhà này sẽ làm cho là ba anh em, ngôi nhà này sẽ là làm cho ba ông cháu. Chắc chắn là sau này em Hải với em Sử ai cũng lớn lên rồi thì sẽ mỗi người là lập một cái gia đình riêng. Đấy thì hai anh em lúc đó thì hai anh em lúc đó đến lúc đấy thì hai anh em sẽ tự khắc biết là chung tiền với nhau để mà xây thêm một cái ngôi nhà nữa. Phải nói là nhìn vào cái khuôn mặt của em Sử cô bác, em ấy thì rất là ngoan và nhìn khuôn mặt của em rất là lành. Em Quân thì có vẻ là khác cái dân tộc một chút cho nên là được các anh là trêu là rất là nhiều này. Anh Sử thì cuốc vài phát đất thì cũng đã nóng rồi. Nóng rồi à Sử, bó khoác ra rồi. À, bây giờ thì cứ hót đá, hót đất ra trước này. Rồi thì đá này thì chắc là sẽ để một tí nữa. Hay là xem nếu mà không muộn quá thì lại đục nó ra thành viên nhỏ thì mới khanh được. Bây giờ thì một tảng rất là to. Quân thì đẩy được chục chuyến chưa? Sắp được rồi. Sắp được chục chuyến rồi à? Cái phần bên này thì cháu Lực sẽ là đào đến tận đằng sau cái cô mà đang đứng như cô bác này, đào đến tận sau đằng kia. Đó thì chỗ này sẽ rơi ra được lại được thêm tầm thêm là hơn 2 mét nữa. Như hôm nay, như hai hôm nay là đào cái phần phía bên này này cô bác này, thì em Sử sẽ sau này là sẽ không phải là gọi là đi trả công hay là nợ công của ai. Đây thì được là các cô lại các bạn của Sử là ra giúp đỡ. Bây giờ thì sẽ để là em Sử với lại các cô chú ở đây đào đó. Của cháu Lực sẽ đi xuống cái nhà để ông bảo ông là cắm cơm trước.
Còn ở phần phía dưới này có một cái bụi tre, nó rất là chắc chắn, nó rất là chắc cái phần đất. Thì ở trên này nó sẽ không có bị sợ là sạt xuống đâu cô bác nhá. Đây thì có những cái cây sao mộc này này, thì nó cũng đã giữ đất ở lại rồi. Đào cái phần nền xong thì cháu Lực sẽ đi xuống dưới nhà của bạn Trình, là hai anh em sẽ nói chuyện với nhau rồi tính cái vật liệu nó xem là giá cả nó như thế nào, rồi thì hỏi thêm anh chị Quyền Yển nữa là bây giờ cái ngôi nhà như này thì mình cần phải lấy bao nhiêu sắt và bao nhiêu gạch. Ở đây thì cháu Lực cũng đã tính qua là cái ngôi nhà này sẽ lấy tầm bao nhiêu sắt và bao nhiêu gạch rồi. Thì bản thân của cháu Lực thì chưa có thực hiện những cái ngôi nhà làm bằng xây này bao giờ cả. Cho nên là cháu Lực sẽ phải hỏi là các anh thợ rất là kỹ, rồi thì cháu Lực mới cùng bạn Trình đưa ra một cái phương án như thế nào để thích hợp để lấy được những cái viên gạch và những cái thanh sắt đủ để cho gia đình của ba ông cháu. Đấy, ông thì đang mổ thêm gà này cô bác này. Đi lợn thì vừa rồi thì cháu Lực là mua lên 136 thằng cắm nè. Ồ. Pô lại lại bên đây lên. Lại đi bắt được này. Lại đi nhặt được này. Cái nước mù nó học bó này dễ kìa. Bạn khó hơn luôn. Ồ, cái eo dê ta, chú học nghiên cứu không được một khóc hả? Ừ. Tí nữa thì cháu Lực sẽ lên trên làm phụ bà con thêm phụ là các cô chú ở bên trên làm một lúc nữa. Đấy, hôm nay thì trời nó mưa như thế này của bác này. Có thể nói là nó mưa phun, mưa cả ngày. Nhưng mà cũng không có quyết định là sẽ dừng lại để mà đào cái để dừng lại đào nền nhà cả, vẫn tiếp tục là đào bây giờ cho nó xong thì thôi. Chắc hôm nay thì cái phần nền nhà của ba ông cháu thì sẽ không có được xong. Và trong nhà thì phải nói là không có những cái bóng điện thì nó rất là tối này. Hôm nọ thì cũng được bác An Phạm là nhờ cháu Lực, hôm nọ thì cũng được bác Vương Kim Thanh là nhờ cháu Lực mua cái bóng đèn năng lượng mặt trời này lên cho các em. Thì đây là cái góc học tập của các em, và cái máy quạt thì cũng đều sử dụng rất là tốt. Bây giờ thì cháu Đức sẽ tắt đi một chút nữa để nó tí lúc mà nó ăn cơm thì nó sẽ có pin để mà dùng sai hơn. Nói là trong thời gian qua thì cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều, gửi những tấm lòng vàng tới cho ba ông cháu để cho ba ông cháu được cất lên cho mình một cái ngôi nhà mới luôn. Ngôi nhà mới này thì ba ông cháu chưa bao giờ là dám nghĩ đến, dù chỉ là một lần, không biết là bao giờ mình mới có số tiền lớn như vậy để mà mua được cho để mà làm được nhà cho ba ông cháu. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng các chú với lại ông là nấu cơm, thì nấu cơm xong rồi một lúc thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là lên trên kia là để phụ các cô chú ở trên kia cuốc đất và làm nền nhà. Trong quá trình mà sang cái nền nhà tới đâu thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết. Thank you.
lịch sử nhá. Ui, kia là có đá. Có một cột đây. Không à? Đấy, con đá rồi. Thì cái ruột này phải thay nhau là đẩy của bác là để cho nó ấm người một chút. Không là mưa phun xuống lạnh quá. Cái ruột này mà đói thì không có đẩy được đâu anh nhỉ. Đơn đói. Ôi, con này bánh khủng à? Con bé bánh khủng ơi. Đổi nhau đi. Cái bánh nó thủng thì đẩy rất là nặng. Nào, sữa đây. Hôm nay thì cháu Lực lên thì lại có một cái phần quà nữa dành tặng cho em Sử với lại ông cả anh Hải nữa, có cả cháu Lực nữa cô bác. Bây giờ thì chưa thể nói cho Sử biết được, để một tí nữa em ấy biết sau. Sử đi đào mạnh nhá. Hôm nay anh có một phần quà gửi cho cả ông cả Sử cả Hải đấy. Bây giờ thì bê đá này chứ, đục chưa? Đá này thì rất là cứng, người đá này. Rất là nhọn luôn. Ôi, may quá, may đá này còn đói nhờ. Em phải cái cổ phải. Phải luôn. Lên cái cái giảm lốc luôn cái tủ. Nhưng mà. Kia mà. Đây sắp đầy nữa nhỉ. Ừ. Ừ. Sửa ra bên này, phóng bên này sửa rồi này. Hay Sử hộ anh đẩy một tí. Anh xúc đất cho. Cho Sử một đẩy một tí cho nó ấm người đã cô bác, chứ không là tí Sử lạnh quá rồi. Đấy, cái xà beng để đục đá ra thôi. Đây thì còn một cái tảng đá ở đây nữa nè cô bác này. Đá này thì rất là cứng này. Mai thì sẽ giải quyết nốt cục đá này. Được không? Nào. Hơi ba. Hơi. Hơi. Chị tao này. Tí lâu ấy. Tí lâu khâu nè. Tí lâu khâu nè. Ôi. Từ từ tí lâu ơi, từ từ. Tí lâu để anh khâu đây nhá. Đấy, để anh đào đây đã. Ôi ôi. Cái kẹp lâu quá. Nào. Hai ba nào. Đây rồi. Ôi, được không đây? Được không? Ôi, khỏe phết đấy nhở, đùa đâu. Nào. Hai ba. Ôi, xe rùa, xe rùa, xe rùa. Đây còn một cục nữa này. Đây này. Đấy, đánh chiều này xuống ạ. Xem nào. Cho nó xuống hết đi. Chỗ này phải khoét tới kia lên đấy. Này này, nó mới không có bị. Đây nó bị thẳng quá rồi.
Mày nó nội chụp xuống ấy, nó thành hố đấy. Chứ không khó à? Mà thế này bạn ngu mất đấy. Bạn ngu chứ lạc lâu nào. Đấy, đạc ế một ngàn cái đấy nè. Ế này một ngàn cái, tức là lục xáo chứ. Các thêm mấy cái này giả, đây giả bà sư. Thằng này á? Nghĩa hòn thân đấy chứ đèo giả nữa hả? Hòn đấy thân này nó khổ ra luôn. Hồ. Thì mù tư nào rồi nó mù mà sư sư ăn nó tin má càng má này đây bà nó tin má bị trắng khảo này đây bà nó tin má bị chết là nữa hả hả đây đây à đang đây à luôn lên lên mà đừng bỏ mất tên luôn đấy hả càng má hả ừ lỗ vai từng à lửa nó vai được à? Hả? Bùn mắn cả. Xì vai cái đấy mình đấy. Bao thẻ có đường nên nó mùi nó quá đấy. Ô, già lấy ảo chứ. Bên lưỡi ảo kia một tiếng ho lê. Ai đây, ai đây? Ai đây? À, bé mày đi học về này, có bác này. Mày đi học về à? Đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận nhá. Sinh đôi nhỉ, sư nhỉ? Không phải sinh đôi à? Thế ba bạn nhỏ nhỏ này đều là con của cô, con của nhà chú của sử các bác ạ. Như kiểu sinh đôi ấy. Nhưng mà không có phải, mỗi đứa một năm. Đúng không sư? Mỗi năm một đứa đúng không? Chơi ác đấy nhở, chú xử vui chơi xa phết nhở, chú xử có vẻ vui chơi hơi xa, đây ở đây thì trong lúc mà làm việc ấy thì nói chuyện chiêu nhau một chút thì mới vui được đúng không? Đây bây giờ thì lại mưa phùn lên rồi khá là nhiều rồi, chắc chỉ làm được một lúc nữa thôi thì xong là cũng nghỉ ăn cơm tối rồi, tối rồi. Ôi bây giờ chắc chỉ hót đất ra thôi, mai tiếp tục đào tiếp thôi. Hót được cái đống đất này thì chắc cũng tối rồi. Đấy. Ôi cuốc anh đâu rồi à, cái cuốc này thì không ai sử dụng nhỉ, chắc phải thay thôi. Kẹp tay rất là đau này. Đấy chú này thì được vợ là lấy cái nón cho đấy. Nhìn nhá, thì nhìn nhá. Nhìn nhá. Có vẻ như vợ chú quan tâm lắm nhở. Chú thì có mấy người con đấy hả? Đây con của chú à? À đây là con gái út à? À đấy, được vợ là lấy cái nón cho đấy. Đấy thấy không đấy. Tình cảm đấy nhở. Mặc ôi, chỗ này không để được ấy nhỉ? Xử ra bên này đi, để anh xới cho. Nào, hai anh em mình. Ugh.
thôi. Ông làm cơm chưa? Làm rồi. Ông đang thịt ngan rồi. Ông với chú làm. Hay ở dưới nhà thì ông với chú là đang nấu cơm. À, cháu được sẽ lên phụ là các em một chút đi ra xe phần bên này nữa đây. Mang của anh chơi nó đi à? Mang của anh á? Anh để trên xe kìa. Mang được kia. Mang chưa? Ấy bây giờ em lấy mang kia ra đi cho chú xào nhá. Để anh đẩy cho. Nhá. Dạ tất đã. Vâng, có cả chấm. Nào, anh đẩy cho. Đấy, cái phần dùng cái đất mượn này thì cái chỗ này cũng sắp đặt đầy rồi các bác này. Đây người ta bảo là cái đất mà đào ra thì cái lúc mà chưa đào thì nhìn đất nó được tầm 3 phần, lúc mà đào xong thì đất nó sẽ rô nhô lên tầm 7 phần rồi các bác. Đất nó nở ở chỗ đấy sao ấy. Cái đất này có một ít thôi mà đào lâu phết chú nhỉ. Có một ít đất mà đào cả ngày rồi. Cuông kẹp rất là đầu. Ao 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 khóc à hả khóc à còn cười này các bác này mặc dù ui tao ướt hết rồi này đây là cháu đúng không đấy ướt lại nè khai khai vừa rồi cháu Lực tưởng là khóc nhưng không phải các bác, trẻ con thích ra hò giết hết để chơi ấy, chắc là vui sao ấy. Xe này thì bánh cái lốp nó bị thủng cho nên là đẩy nó sẽ hơi mệt một chút. Hôm nay chắc chỉ cần là hót được cái chỗ đất này ra rồi các bác này. Thì là cũng đến giờ là ăn cơm tối rồi. Còn là ngày mai thì sẽ là tiếp tục là đào cái phần này nữa. Đào một hôm thì cũng đã hết rồi. Phải nói là cảm ơn cái bác mà đào đất này. Cảm ơn cái bác mà đổi đất với em sửa này rất là nhiều các bác này. Nếu mà bác không có đổi ở cái phần này thì là gọi là hôm nọ chỉ là đào nó dư ra được tầm là 14 mét là cái chiều ngang như này. Còn bây giờ thì đào được xong cái phần này nữa thì cũng sẽ gần là được 20 mét các bác, 20 mét cái chiều ngang luôn. Thì nó sẽ rất là rộng cho cái ngôi nhà của các em luôn. Ở đây thì là nó sẽ rộng cái phần sân nhà của các em, để cho sau này các em làm một cái chuồng trại nó sẽ đây luôn. Và đây thì cái sân nhà này nếu mà nuôi ông nọ không có cái phần không có gặp cái khó khăn gì thì đào độ tầm 4 hôm thì là đã xong hết, nhưng mà do là gặp chút khó khăn về nguồn nước thì phải dừng lại hai hôm thì cũng được các bác rất là nhiều quý cô bác có đóng góp ý kiến cho cháu Lực thì là tiếp tục là đào cái phần nền này theo cái ý kiến của Mạnh Thường Quân. Mai đào nốt một ngày nữa thì là ngày kia cháu Lực sẽ đi xuống nhà của bạn Trình và nói chuyện với bạn Trình là cái phần nền đã đào xong rồi. Chỗ kia thì nhìn kiểu là không có đá mấy cho lắm cô bác, nhưng mà lúc mà đào ra thì có đá rất là nhiều này, và cái đá kia thì nó là thuộc dạng đá cứng.
nó không phải là thuộc dạng đá tai mèo hay là đá xanh gì, nhưng mà nó cũng là một cái gọi là đá cứng, nó chỉ là sau cái đá xanh kia thôi. Ở đây thì không phải là cái đất mà nó có cái đá xanh kia, nó chỉ là cái đá mà bằng đen đen này hết thôi. Đây, bây giờ thì để các chú là đào, tiếp tục đào thì cháu Lực sẽ đi xuống cái nhà là nấu cơm phụ chú với lại phụ ông. Một tí nữa đi xuống nhà thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà này cho em Sử sau. Em Hải thì đi học thì vẫn còn chưa về các bác. Hôm nay thì không có đi đón được em Hải nữa rồi. Em Hải thì hôm nay cũng đi cùng bạn để về. Đi cùng con của nhà cô chú của nhà cô chú của các em ấy. Con của chú đây là sinh đôi hả chú? Có phải sinh đôi không? Không phải sinh đôi đâu à? À là mỗi năm là một lứa à? Đấy, chú của em Sử thì đang bị đau chân này các bác này. Thì ở nhà là phụ ông với lại cùng cháu Đức sẽ nấu cơm. Hôm nọ thì Bảy đã đi nằm ở bệnh viện huyện đúng không? À tỉnh đúng không? À đâu? Hà Nội chứ? Hà Nội à? Tổng tất cả là bị ông đốt tầm bao nhiêu phát? Dạ? Là bị đốt tầm bao nhiêu phát? Bảy thì là chị đúng không? Cho chị pí rồi nọ. Nó xin lên thì tổ đạt đấy tầm chị bà à? Bà bố đúng không? Này nọ. Này nọ. Rồi. Này nọ. Này nọ. Bố đúng rồi. Lên bên thằng bệnh viện huyện đấy bóng mà nhận nào. Bé. Bé. Bố mà nhìn đấy bé. Thằng giang tại đây bố mà nhìn bé. Chị thằng nhìn đấy. Hôm nọ thì bé Mày bị ông đốt đấy cô bác. Đến huyện thì huyện không nhận. Xong là đến tỉnh thì tỉnh cũng không nhận nữa. Thì mới đi đến tận dưới Hà Nội kia. Đấy, ở bên kia thì bây giờ đang nấu cơm này cô bác. Hôm nay thì sẽ nấu một nồi cơm. Là nồi gang to luôn. Ông thì bây giờ đang phụ cháu Lực thái thịt. Từ vừa ấy thì cháu Lực thái được một chút rồi. Thì cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả quý cô bác cùng biết là hôm nay sẽ nấu những cái món gì. Đây thì sẽ là thịt lợn là xào và thêm là ngan nữa. Đây, hôm nay thì cũng được là các bạn của Sử với lại các cô chú gần nhà Sử nữa gia hộ rất là nhiệt tình, cho nên là nấu cơm là phải nấu ngon ngon một chút. Hôm nay thì cũng không phải là ngày mà em Sử phải là đi giả công hay gì, mà được các cô là người ta quý, người ta biết là nhà Sử đang đào nền. Thì sẽ ra hộ em Sử với em Hải với lại ông nữa. Hôm nọ thì cũng được bác bà An Phạm là nhờ cháu Lực là mua một cái đàn gà, không biết là bây giờ là gà đi đâu hết rồi. Cháu Lực thấy một con đang ở phần phía bên ngoài kia. Bây giờ thì nó đang đi kiếm ăn ở phía bên kia khá là nhiều này cô bác này. Gà này thì chưa có đẻ cô bác ạ, mua từ trước đến giờ được một tháng rồi thì nó chưa có thấy đẻ gì cả. Hay thời tiết hôm nay thì lúc nắng không nắng nhưng mà mưa rào khá là nhiều. Đây, ở đây thì được nhà em Sử cũng có một cái cây chè đây này cô bác này. Đây, hôm nọ thì chắc là ông là vặt đi để sao lên và để làm chè rồi. Cái cây chè này thì theo cháu Lực nhìn thì chắc là cũng phải trồng từ rất là lâu rồi. Cái thân cây, cái gốc của nó thì rất là to rồi. Chè này thì phải trồng rất là nhiều năm thì mới lớn như thế này. Còn ở phần phía bên này thì là cái lúa này là lúa nếp này cô bác này. Đấy, lúa nếp thì được
ba ông cháu là trồng một thửa, hai thửa, ba thửa, bốn thửa, bốn thửa cái lố nếp ở đây, để gọi là sau này nhà mình có làm cái dịp gì mà cần đến cái lố nếp thì mình còn có cái để mà dùng cô bác ạ. Như cái con gà to to này, con gà này thì là gà của ba ông cháu, và nó hay đi mổ cái đàn gà mà hôm nọ bà An Phạm là nhờ cháu Lực mua lên đấy, thì là ba ông cháu là xích cái chân nó lại, buộc cái chân nó lại để cho nó không đi bổ được. Khâu ấy sắc thúc bà nào hả? Khâu nọ đấy, đây là cái nồi cơm này cô bác này. Nồi cơm này thì nấu bằng cái bếp củi, bằng cái bếp gang, bằng cái nồi gang thì sẽ rất là ngon. Hôm nay thì sẽ không có nấu bằng cái bếp, cái nồi cơm điện nữa, có đông người hơn thì sẽ nấu bằng cái bếp, cái nồi to hơn. Mày thì hôm nay đi học có ngoan không hả? Mày ơi, cho chú hỏi. Mày quay đây cho chú hỏi, quay ra đây. Mày đang chiều đùa với lại em này. Mày ơi, mày á, quay đây chú hỏi, hôm nay đi học thì có ngoan không, có khóc không? Không khóc đâu à? Đấy, mày thì biết là nói tiếng kinh nhà nhiều hơn, tiếng phổ thông là nhiều hơn, còn hai bạn này thì còn rất là ngại nhờ. Có ngại không hả? Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ phụ ông là thái thêm mà một chút thịt nữa. Thái cơm thì cũng gần chín rồi cô bác, bây giờ thì chắc là cũng là cho các cô là nghỉ sớm một chút. Bây giờ thì đã gần là 5 giờ rồi, cái phần đất mà đã hót xong hết rồi cô bác, bây giờ chỉ còn là vài cái tảng đá thôi. Ôi đi đâu, quả ổi to đấy, ổi to đấy, có hai quả thôi nhờ. Hay ngày mai nữa là đào ở nốt cái phần bên này nữa thì này cô bác này, thì là cũng xong rồi. Mai còn ra hộ xử nữa không? Có, chắc mai xem ạ. Lên được thì em lên. Lên được thì mới lại lên à? Ừ. Mà nếu mà mai lên được thì gọi anh nhá. Đấy, để cùng đường với anh xong là lên luôn. Hay còn là một tảng nữa, rơi đâu đó tầm một buổi, có thể là một ngày gì đấy cô bác, đục cái tảng, phần tảng đá này ra nữa một ngày. Bây giờ thì cất cuốc cất xẻng đây nhờ. Để đây cũng được. Để đây á, à? Mất không? Có xẻng chả, có thằng nào lấy đâu. Ôi, tí đêm mất thì sao? Đấy, vừa rồi đào ra tưởng là không có đá cô bác, nhưng mà còn gặp rất là nhiều tảng đá này. Đấy, bây giờ thì đào xong nốt cái phần kia nữa thì là sẽ là rất là rộng rồi. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ đi từ rất là xa để quay cái góc xa cho tất cả cô bác cùng xem là cái nền nhà của em Sử sau khi đào thêm độ tầm 2 mét nữa thì là như thế nào, thì có rộng không. Có thể là ở phần cái tả ly bên trên cô bác có thể theo dõi qua những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì nó sẽ gọi là hơi thẳng đứng một chút thôi cô bác, nhưng mà nếu mà để mà nhìn thực tế thì nó là thoải thoải rồi cô bác. Đấy, ở gần phần cái phừa góc bên kia, cái phần kia thì cháu Lực cùng với lại em Sử với lại các cô nữa thì chưa có san, thì để ngày mai nữa đào đi rồi thì sẽ tiếp tục là san sau. Như hôm nọ là vừa rồi thì là mưa thì nước nó mới tràn vào cái phần nền nhà của các em cô bác. Đấy là cái nước mưa chứ không phải là cái nước mạch này đâu. Nguồn nước mạch này chỉ cần làm rãnh thôi là nó đã chảy ra hai bên hết rồi. Hay ở dưới nhà thì bây giờ ông đang với chú đang luộc gà và xào thêm chút thịt lợn nữa là được ăn rồi. Cái hôm nay thì sẽ là cho các cô mà ra hộ nhà Sử là ăn ngan với lại thêm thịt lợn nữa. Hay ở dưới nhà kia thì vừa rồi cháu Lực cùng là ông với lại chú là vặt hết lông ngan hết rồi và xử lý xong
hết rồi thì bây giờ chỉ việc là đi đi đợi và ngồi ăn nữa thôi. Sứ ơi, ra kia cất cuốc cất xẻng nhá. Đấy, đến tối rồi thì có khá là nhiều các bạn nhỏ này, ba bạn nhỏ này thì là con của nhà chú, còn bạn nhỏ này là hôm nay cùng bà ra là hộ em Sử là để đào nền của bác. Bố mẹ thì đi làm xa rồi cho nên là ở nhà chỉ có là ở với ông bà thôi. Hay bây giờ bên kia thì đang luộc gà rồi, luộc gà xong thì một tí xào thịt, thịt thì xào rồi, luộc gà xong thì là được ăn cơm rồi. Hải thì đi học về đúng không? Hải thì cũng là đi học về rồi cô bác. À, em mới đang đi ra ngoài lấy một chút đồ này. Trời à, trời lạnh lạnh như này ngồi ngồi trong nhà không không có nóng mấy nhở? Ấy như hôm nọ mà trời còn đang nắng ấy cô bác, là vào trong nhà là đun bếp củi là rất là nắng luôn. Sứa màu 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 mặc ơn mà tao có rác mà cô thù à. Vịt với gà này thì bây giờ phải lấy ra cho nó nguội đã một tí thì mới băm được ấy. Đấy, bây giờ xào thêm một ít là thịt nữa thì là xong rồi. Mang này chắc là không làm đấy nhở Sư nhà. Làm khó quá nhở. Nào 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 của anh nào. Nào xem có gì nữa không. Thế được đúng không? Đấy bây giờ thì sẽ để đợi là gà cho nó nguội một chút. Ôi Hải là đi học về rồi à? Hay giờ Hải hôm nay thì mặc cái bộ áo này rất là đẹp về cô bác này. Áo gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Sáng. Sáng không? Có. Phải đánh. Mua ai cho ấy? Hôm nọ anh chị mua. Chào Hải. Chào Quý bà. Đấy rồi. À, mất thầy lán sao nếu hồi xem anh em nghe bó. Hôm ngày mùng 10 tháng 9 thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của chú Nguyễn Hải, chú ở bên Mỹ. Chú có chuyển cho cháu Lực là 4.408.800 đồng. Và trong đó thì chú Nguyễn Hải là cho vào quỹ làm nhà của ba ông cháu là 100 đô. Và thứ hai thì cho cái ông bà cụ ở dưới kia là 1 triệu, ông bà cụ neo đơn là 1 triệu các bác. Và thứ ba thì cho cháu Lực là 500 ngàn, cho em Hải với em Sử là hai anh em là 500 ngàn, là mỗi anh em là 250 ngàn, cho ông của Sử là 300 ngàn. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ là lấy tiền ra để cho ông luôn. Đấy, ở đây thì là cho ông là chú Nguyễn Hải là dặn cháu Lực bảo là cho ông là 300 ngàn. Thì đây 300 ngàn đây là cho ông nhé. Đấy, ở đây thì là chú Nguyễn Hải, chú ở bác ấy ở bên Mỹ, là bác ấy gửi cho ba ông cháu. Đấy, cho ông là 300 nghìn, cho em là 250 nghìn, cho Sử là cho em Hải là 250 nghìn. Đấy thì bây giờ anh không có tiền lẻ rồi thì anh sẽ đưa cho em là tờ 500 ngàn. Thì một tí nữa em sẽ chia cho Mai đi xuống dưới mua đồ thì sẽ chia cho em Hải nhá. Đấy, đây. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã trao cái số tiền của bác Nguyễn Hải, bác ở bên Mỹ, bác có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực trao tới cho ông với lại cho em Sử với em Hải. Ở đây thì là chú bác đấy có cho cả vào quý làm nhà nhá. Đấy, còn đây là cái tiền mặt mà muốn dành riêng cho ông với lại hai em nữa.
Đấy, và bác ấy có gửi cho anh là 4.408.800 đồng. Đấy, và trong đó thì cho như nào thì vừa rồi thì anh cũng đã nói rồi. Đó. Và cháu Lực cũng thay mặt ba ông cháu là cảm ơn tới bác Nguyễn Hải, bác ở bên Mỹ. Bác đã gửi cho ba ông cháu cái vừa làm quỹ làm nhà này và vừa gửi tiền mặt cho ba ông cháu nữa. Cảm ơn bác rất là nhiều. Cháu Lực chúc bác và gia đình là thật nhiều sức khỏe bác nhé. Bây giờ thì Hải gửi một lời cảm ơn tới là bác Nguyễn Hải nhé. Vâng. Đấy, tay để em về thẳng. Cháu Hải cảm ơn tới bác. Cháu Hải cảm ơn bác đã gửi tiền cho ba ông cháu ạ. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Con cảm ơn bác rất nhiều. Đấy, bây giờ thì em xử nhá, gửi một lời cảm ơn tới bác nhé. Vâng. Con cảm ơn bác Nguyễn Hải đã gửi tiền cho ba ông cháu. Con chúc bác thời nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Đấy, ông mưa hát khẩu mèo, sống sinh con cảm không? Sống sinh rồi đấy cả. Qua chầu mình cái nhỏ mua trà cho cũ. Vừa rồi thì ông cũng gửi một lời cảm ơn tới bác Nguyễn Hải và hai anh em thì cũng đã đều gửi lời cảm ơn tới bác Nguyễn Hải rồi. Ở đây thì bác có gửi cho ba ông cháu cũng không quên là cho cháu Lực để cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại nữa. Đấy, còn bây giờ thì sẽ đợi thịt gà là muộn một chút thì mình sẽ chặt thịt gà nhá. Đây, mèo ấy. Đây. À. Anh băm thịt gà cho. Ôi cái nồi cơm điện sao nó lại sáng nhỉ? Ôi trời ơi, càng tắm nước lên. Mơ ơi, điếu cùng ăn đi. Tắp, có tắp chảy vô hả? Hả? Bán chiếm, chiếm mệt thịt mung à? Mơ bồi tôi bảo bác mà sửa. Mơ bồi tôi bảo bác mà. Bảo bác à? Ừ. Mơ kiểu mà tôi mơ tôi à? Mơ ngại bác mà ngại à? Hả? 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 Đấy, giờ thì cháu Lực sẽ trổ tài là băm chặt thịt ngan một chút của bác ạ. Thất này thì nó nhỏ quá chứ không là hai người băm nó nhanh các bạn. Hốc đi tươi đi em. À có cái thiệp phía nổ. Hả? Dê. Có cái thiệp phía. Ồ, bố thiệp nổ kìa. Hơi yên ý chính các con lại đeo kiền. Cái này dê ta thứ là dê. Ồ, này khai cần cờ à ba? Ồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây có thể là một số cô bác ở dưới xuôi quen những hình ảnh mà thái thịt hay là băm thịt gà là đều dùng bằng bao tay, nhưng mà rất là mong quý cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực, tại vì là gọi là bà con ở trên này thì đều là như vậy rồi, thì sống ở đâu thì âu ở đấy thôi cô bác, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này. Mèo nha, chưa được ăn đâu nha. Thịt lợn là xào chín đúng không sư? Chín rồi, bây giờ chỉ đợi mỗi băm gà thôi nhở. Bây giờ thì cháu Lực sẽ băm gà nhanh là cũng sẽ được ăn cơm rồi các bác ạ. Quân thì đi đấy lá chanh chưa về à? À đây. Quân ơi, em tìm một cái ghế cao cao cho anh. Nó thấp quá. Rau răm này, dùng rau răm để mà trộn với thịt gà để ăn rất là ngon. Cho anh ngồi ghế này thấp quá. Đấy, ôi ôi. Đấy, ngồi như này thì mới thích chứ. Ngồi như này thì mới thích chứ cô bác. Thấp quá. Đói hết rồi nhở, bây giờ ấy. Quân này biết chặt thịt gà không? Có à? Ấy Sử ạ, Sử ơi, em đi xem còn thiếu ai thì gọi nốt về đi. Đấy. Ở đây thì thường là các bác ở nhà cháu Lực cũng thế, là phải nói là biết băm thịt gà thì mới lấy được vợ, thì không biết là cái điều đấy nó sẽ đúng sự thật không nhỉ. Nào, ngồi im nhá.
Ôi, quả đít phao câu này to lắm ơi. Sử thì bây giờ là đang đi gọi thêm các cô và lại các thêm chú nữa. Chưa có về. Đây thì hôm nọ cháu Lực có đọc được một cái bình luận mà có một bác là bình luận bảo là các em ăn rất là sớm, ăn như kiểu đại gia đấy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ giải thích cho bác đã biết tại sao các em lại ăn cơm sớm. Ở đây thì do là hầu hết là bà con ở trên này là ăn cơm rất là sớm các bác. Ăn cơm sớm rồi thì đi ngủ sớm các bác ạ. Thì sáng cũng dậy rất là sớm nha các bác nhá. Đây thì đến tối là hầu như là 7 giờ là bà con ở trên này là đi ngủ hết rồi các bác. Nếu mà không có những cái công việc mà như hôm nay này các bác. Hôm nay thì chắc là ba con cháu là sẽ ngủ muộn hơn một chút này. Ngủ muộn hơn nhưng mà sáng ngày mai vẫn phải là dậy đúng cái giờ mà 5 giờ đúng không các bác? Rồi thì cháu Lực cũng đã chặt xong gà rồi. Và bây giờ thì sẽ chuẩn bị là ăn cơm thôi các bác. Đấy, hôm nay thì có vẻ con nhà chú rất là đông luôn. Ôi, Hải đâu rồi? Hải đâu rồi? Ấy, ngồi ăn cơm đi em. Ấy, ngồi ăn cơm đi. Đấy, hôm nay thì sẽ có là thịt lợn với lại thịt gà với lại thịt ngan thôi cô bác. Ấy, các thanh niên đâu nhỉ? Có mấy thanh niên ở đâu rồi? Ui, cái thanh niên này để tóc dài nhờ. Cắt như Hải kia. Cắt tóc đi. Đấy, đây là em à? Đây là em của em à? Không, đây là em của em à? Không phải đâu à? À. Đấy, bây giờ thì cứ ngồi hết đi. Còn đâu nhỉ? Hai, ba thanh niên nữa đúng không? Đấy, ngôi nhà của các em thì phải nói là rất là nhỏ các bác, chỉ ngồi được độ tầm 2 mâm cơm thôi. Cái năng này chỉ khâu lắm ạ. Đấy, năng này chỉ khâu lắm ạ. Ôi, thanh niên đi ăn cơm đi. Đi ăn cơm đi. Đấy, hôm nay làm cả ngày là vất vả rồi, đói rồi. Đấy, Hải thì có một cái áo rất là đẹp luôn này cô bác. Đấy, đây ngồi đây. Đấy, bây giờ thì cũng đã đến giờ ăn cơm rồi cô bác này. Đấy, Hải ơi, đây ăn cơm mời đi. Bây giờ ấy. Cháu Hải mời quý ông bà, cô chú, anh chị. Ba cháu ăn cơm rồi. Đấy rồi. Con mời quý ông, con mời tất cả quý ông bà, anh chị cùng con ăn cơm ạ. Con mời quý em bà ăn cơm ạ. Đấy, thôi bây giờ thì ăn cơm đi. Đấy, hôm nay thì các thanh niên này cũng lao động rất là mệt nhọc rồi. Đấy, hôm nay nếu mà không có các thanh niên này để mà cùng cuốc đất, để mà đập đá thì không biết là hôm nay thì có gần xong nó không cô bác. Ngày mai thì sẽ độ tầm là một ngày nữa thôi là cái nền nhà của các em thì cũng đã lại xong thêm rồi. Đấy, còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.